Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3851, Đế Quân ra tay. A hát, đây rốt cuộc là cái gì? Bách Diệp Thanh Hồng không ngừng run rẩy, tràn đầy kinh hoàng. Thần Vương Phong Hào, vô địch dưới đế quân, không người có thể chống lại, nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới có tư cách và vốn liếng cường đoạt, không lo lắng đối phương phản kích. Chỉ là nằm mơ cũng nghĩ không ra, thiên thần thượng phẩm đỉnh phong kia sẽ tế ra loại pháp bảo này. Bị giam cầm ở trong đó, tựa như bị thiên đạo nghiền ép, lại như đế quân thi triển lực lượng, cho dù là thần vương phong hào cao quý, cũng không cách nào chống lại. Mở cho ta. Biết thư tịch trên đầu sẽ không cho nàng quá nhiều thời gian suy nghĩ, Bách Diệp Thanh Hồng gào lên một tiếng, lực lượng toàn thân điên cuồng tuôn ra, trên không dập dờn từng đạo gợn sóng, như toàn bộ nguyện lực của Linh Lung Thiên đều bị rút tới, tiến hành ngăn cản. Thần Vương Phong Hào, bàn về lực lượng không khác Thần Vương Phổ. Thông quá nhiều, sở dĩ mạnh mẽ, là bởi vì có thể điều động nguyện lực của một phương thiên địa, từ đó để nó hình thành ý niệm của mình. Cỗ lực lượng này, ở trong khu vực đặc biệt, có thể xưng vô địch. Chẳng qua cho dù lại vô địch, ở trước mặt thiên đạo, đồng dạng cái gì cũng không tính, chỉ thoáng cái, bốn phía tán loạn, bị đập vỡ vụn. Phốc! Máu tươi phun mạnh, ánh mắt của Bách Diệp Thanh Hồng lộ ra kinh hoàng. Trước đó còn tưởng có thể ngăn cản, giờ phút này hiểu được, không nghĩ những biện pháp khác, bản thân vô cùng có khả năng bị ép thành bánh thịt, thân tử đạo tiêu. Xin tha mạng, là ta sai rồi, là ta nhìn thấy viên đan dược này lực lượng tinh thuần, lúc này mới lên ý đồ xấu. Muốn chiếm làm của riêng, cái này cụ thể là đan dược gì, lại từ đâu đến, trước đó ta hoàn toàn không biết. Bách Diệp Thanh Hồng cắn chặt răng, lại không để ý tới hình ảnh, vội vàng giải thích sự tình ra. Mặt mũi so sánh với sinh mệnh, đương nhiên là người sau càng trọng yếu hơn. Bách Diệp Thần Vương Phong Hào cướp đoạt đan dược của người khác. Vừa rồi hùng hồn, ta còn tưởng là thật, không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Nàng là nữ thần của ta, làm như vậy, thực có hại tên tuổi của Thần Vương Phong Hào. Đan dược có thể khiến người ta đột phá Thần Vương, đổi lại ngươi, ngươi sẽ làm sao? Ta, có thể sẽ làm ra động tác giống như nàng. Bốn phía ý niệm giao lưu, từng cái tràn đầy chấn động. Đan dược mới bị bắt được, Bách Diệp Thanh Hồng liền xuất hiện, lại thêm hùng hồn, thấy cảnh này tất cả mọi người đều cho rằng nàng nói là thật, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại là cường đoạt. Như vậy thanh danh của vị thần vương phong hào này xem như triệt để. Xấu, nữ thần cũng là người, không thể làm bất cứ chuyện gì cũng đẹp đẽ. Ta đã cho ngươi cơ hội, giờ phút này nói những lời kia. Đã chậm, Trương Huyền thờ ơ. Vừa rồi đã cho đối phương cơ hội, không biết nắm chắc, ngược lại bức bách, đã như vậy, chỉ có một con đường có thể đi. Chết! Răng rắc! Thiên đạo chi thư kèm theo thư viện tấn cấp, thời gian ở ngoại giới càng dài, ý niệm lần nữa ép xuống, Bách Diệp Thanh Hồng không chống lại được, khung xương vỡ nát, bả vai và trên mặt đồng thời nứt ra máu tươi, khuôn mặt dữ tợn. Thần vương phong hào mạnh hơn, cũng không có vượt qua thiên đạo, đối mặt thiên đạo chi thư vẫn bất lực. Xin thủ hạ lưu tình. Không khí nhanh chóng lay động, lại một bóng người xinh đẹp bất ngờ xuất hiện. Một vị thần vương phong hào khác của Linh Lung Thiên, Thượng Quan Vân Huyền. Bách Diệp Thanh Hồng là thần vương phong hào do bệ hạ tự mình sắc phong, ngươi giết nàng, tương đương với ngỗ nghịch uy nghiêm của đế quân, xin tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thượng Quan Vân Huyền nói, ngươi cầm đế quân uy hiếp ta. Trong mắt Trương Huyền hơi híp. Đều là thần vương phong hào, thời điểm Bách Diệp Thanh Hồng ngang nhiên cướp đoạt dược vật của mình, hắn không tin đối phương không có phát hiện, không tin đế quân không nhìn thấy. Nhìn thấy lại không lên tiếng, mặc cho phát triển, hiện tại dựa vào cái gì muốn hắn lui bước. Nói đùa, không cần uy hiếp, người hẳn rõ ràng, uy nghiêm của đế quân không thể làm trái. Thượng Quan Vân Huyền nói, đế quân chính là cường giả đỉnh phong nhất thiên địa, nếu sắc phong thần vương. Tự nhiên có đạo lý của nàng, không phải là người này cũng có thể ngỗ nghịch. Ngang nhiên chém giết thần vương nàng sắc phong, tương đương với khiêu khích quyền uy của nàng. Là không thể làm trái, nhưng sắc phong nhân vật như vậy, ánh mắt của Linh Lung tiên tử này cũng không tính quá tốt, đã như vậy.
ta thay nàng thanh lý môn hộ. Chẳng muốn nói nhãm với đối phương, bàn tay của Trương Huyền vồ. Một cái. Không. Thư tịch ép xuống, Bách Diệp Thanh Hồng kêu thảm, bị nghiền thành bánh thịt, hồn phi phách tán, cái gì cũng không lưu lại. Cái này. Thượng quan Vân Huyền không nghĩ tới mang ra tên tuổi của đế quân, đối phương vẫn không ngừng tay, chém giết Bách Diệp Thanh Hồng ở. Trước mặt mọi người, tức giận đến không ngừng run rẩy. Ngươi thật to gan. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thanh niên lạnh lùng nhìn lại. Không muốn chết, thì câm miệng cho ta. Thân thể mềm mại của Thượng quan Vân Huyền run rẩy, nhưng không dám nói thêm nửa câu. Bách Diệp Thanh Hồng và nàng thực lực tương đương, lại bị chém giết trong nháy mắt, ngay cả năng lực phản kích cũng không có, bản thân còn dám nói nhảm nhiều, đoán chừng cũng sẽ giống như nàng, hồn phi phách tán, biến mất giữa thiên địa. Trước đó rất nhiều thần vương và cao thủ một mực thăm dò, giờ phút này tất cả đều lặng ngắt như tờ, từng cái run rẩy. Đây chính là thần vương phong hào, giữa thiên địa trừ đế quân, không người có thể vượt qua, vậy mà nháy mắt liền bị chém giết, một vị khác bị quát, một câu cũng không dám nói. Cái tên này, đến cùng từ đâu tới? Phù Giang Thần cũng run lẩy bẩy. Hắn một mực đánh giá cao thanh niên trước mắt này, cảm thấy về sau hắn thành tựu vô tận, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến. Trong lúc nói cười chém giết thần vương phong hào, hơn nữa chấn nhiếp nữ thần của hắn không dám nói. May mắn thời điểm hỗ trợ luyện chế đan dược không có ý khác, nếu không biến thành thi thể, khẳng định chính là hắn. Hắn hình như là Trương Huyền. Trương Huyền, Trương Huyền Trương Đan Sư ở U Hồn Thiên. Đúng vậy, ngày bán ra phá trướng đan, ta ở U Hồn Thiên, vừa vặn nhìn thấy hắn, cho nên còn nhớ rất rõ ràng. Có thể luyện chế ra phá trướng đan, mỹ dung đan, luyện chế ra viên đan dược trước mắt này, cũng không có gì kỳ quái. Đúng vậy, một chiêu chém giết thần vương phong hào, chẳng lẽ sau lưng của hắn cũng có đế quân? Không biết là vị nào? Có người nhận ra được. Trương Huyền ở U Hồn Thiên gây ra động tĩnh lớn như vậy, thanh danh đã chuyển đến nơi này. Quát Thượng quan Vân Huyền phí lời xong, Trương Huyền chẳng muốn tiếp tục nói nhiều, ngón tay ngoắc ngoắc, đan dược bay tới, rơi vào lòng bàn tay, vừa mới thu về hộp ngọc, trong lòng khẽ động, một đạo khí tức nguy hiểm lan đến. Không gian bốn phía sôi trào lên, nguyên khí của Linh Lung Hoàng Thành trong chớp mắt hội tụ, một cỗ uy áp cường đại đến làm người tuyệt vọng xuất hiện. Đây là đế quân muốn xuất thủ sao? Nắm đấm Trương Huyền siết chặt, mắt híp lại. Hết chương 3851. Chương 3852. Lạc Thất Thất, thần vương đỉnh phong. Lực lượng của thần vương phong hào, hắn tận mắt chứng kiến, đối mặt thiên đạo chi thư, không có chút năng lực chống cự nào. Trước mắt xuất hiện lực lượng càng thêm cường đại, càng thêm huy hoàng, tựa như mặt trời, làm cho không người nào có thể chống lại. Thậm chí vô lực chống lại, chỉ có một khả năng, đó chính là cường giả, đế quân xuất thủ. Xem ra Linh Lung tiên tử cũng không phải không để ý tới thế sự như. Trong tưởng tượng, nhìn thấy thần vương mình sắc phong bị giết, liền không chịu nổi. Đế quân, đám người Phù Giang Thần cũng cảm giác được dị thường, từng cái biến sắc, không dám ngẩng đầu lên. Thượng quan Vân Huyền cũng siết chặt nắm đấm, trên mặt lại như chút được gánh nặng. Đều là thần vương phong hào, bị người chém giết ở trước cửa nhà, nếu đế quân cũng phải nhịn xuống, không khỏi làm cho người thất vọng. Ầm ầm, giống như bão giáng lâm, nguyên khí không ngừng hội tụ đình chỉ sôi trào, một khuôn mặt to lớn bất ngờ xuất hiện ở trước Trương Huyền, lơ. Lửng giữa không trung như là mặt trời. Đế quân cũng không tự mình xuất hiện, mà dùng nguyên khí hội tụ một đạo ý niệm. Chém giết thần vương phong hào của ta. Người thật to gan. Âm thanh vang lên, đâm thẳng linh hồn, làm cho không người nào có thể chống cự, Trương Huyền chỉ nghe một tiếng, liền cảm thấy đầu óc giống như nổ tung. Khuôn mặt kia, dù chỉ là đế quân hội tụ một đạo ý niệm, không phải bản tôn giáng lâm, nhưng không phải thiên thần thượng phẩm nho nhỏ. Như hắn có thể chống cự. Diệt cho ta. Biết một khi đế quân ra tay, rất có thể sẽ bị chém giết tại chỗ, Trương Huyền sầm mặt lại. Thiên đạo chi thư vừa mới nghiền ép Bách Diệp Thanh Hồng xong, tiêu hao hơn phân nửa năng lượng, còn chưa tiêu mất, lần nữa bay lên, đánh về phía gương mặt khổng lồ. Không biết tự lượng sức mình. Gương mặt khổng lồ hừ một tiếng, cũng không thấy có bất kỳ động tác gì.
3. Không khí nổ vang, thiên đạo chi thư tiêu tán, thật giống như chưa hề xuất hiện qua. Át chủ bài nhẹ nhõm nghiền ép thần vương phong hào, thậm chí ngay cả một đạo ý niệm của đối phương cũng không chống lại được. Thân thể Trương Huyền cứng đờ, liên tiếp lui về phía sau. Vốn cho rằng thi triển ra thiên đạo chi thư, coi như không gây thương tổn được đối phương, cũng có thể trở ngại phút chốc, không nghĩ tới ngay cả một cái hô hấp cũng không có kiên trì. Tuy trong thư viện còn có một bản, nhưng không dám tùy tiện sử dụng nữa. Trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt, có thiên phú cũng là chuyện tốt, nhưng quá mức ngông cuồng, chính là tối kỵ. Gương mặt khổng lồ không hề cảm xúc, đồng dạng không có bất kỳ động tác gì nhìn qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong lòng Trương Huyền căng thẳng, thần vương kiếm giơ lên, thi triển ra kiếm pháp mạnh nhất. Kiếm khí còn không có lan ra bao xa liền tán loạn, đồng thời gan bàn tay đau đớn, thần vương kiếm bay ra ngoài, ngực giống như bị cự chùy xung kích, sắc mặt trắng nhợt, đã bị trọng thương. Xì xì xì, kim ti ở trong cơ thể vận chuyển, thương thế khôi phục nhanh chóng. Phản ứng không chậm, gương mặt khổng lồ không nghĩ tới, thanh niên trước mắt lại ngăn được công kích của mình, có chút ngoài ý muốn, trong ánh mắt lộ ra vẻ khen ngợi. Thân là đế quân, ta sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi có thể ngăn cản một kích của ta, có thể không giết ngươi, chẳng qua tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mới thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, đã ngang ngược càn rỡ như vậy, đánh giết thần vương phong hào của ta, ngay cả. Ta cũng không để vào mắt, không trừng phạt một chút, linh lung thiên ta cũng không cần đặt chân ở thần giới. Đột nhiên, âm thanh giống như ngâm sướng vang lên. Ta tuyên bố, lột đi tu vi trong cơ thể ngươi. Ầm ầm, kèm theo lời nói, một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ Trương Huyền lại, ngay sau đó hắn cảm thấy thân thể cứng nhắc, chân khí trong đan điền giống như bị tước đoạt, mắt thường có thể thấy được tiêu tán. Cái này, đồng tử Trương Huyền co rút lại, muốn phản kháng, nhưng không cách nào làm được. Đối phương tựa như một lời định pháp tắc, bất luận hắn phản bác như thế nào, cũng không có biện pháp gì. Chẳng lẽ Trương Huyền ta muốn gãy ở đây? Không, đế quân lại như thế nào, chỉ cần bản tôn không xuất hiện, muốn giết ta, nằm mơ đi. Cắn chặt răng, đang muốn thi triển ra thiên đạo chi thư, đập khuôn mặt kia thành thịt nát, lại cảm thấy trên người nhẹ nhõm. Vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy ở giữa gương mặt khổng lồ và mình, chẳng biết lúc nào xuất hiện một hạt châu, không ngừng xoay tròn, không gian bốn phía giống như trong nháy mắt cứng lại. Cho dù lực lượng của đế quân mạnh mẽ, cũng không cách nào lan tràn tới. Đây là... Trương Huyền sững sờ, thân thể không khỏi siết chặt. Tính không châu xuất hiện ở trước mắt, không phải những vật khác, chính là ban đầu ở. Lạc gia nhìn thấy, Lạc Thất Thất trưởng khống truyền thừa chí bảo của gia tộc. Tính không châu. Lạc Huyền Thanh từng nói qua, sau khi hắn rời danh sư đại lục, Lạc Thất Thất cũng rời đi, vốn cho rằng đi thượng thương. Kết quả để mấy đại tông môn tìm rất lâu cũng không có tin tức. Suy đoán có thể đến thần giới, nhưng Thủy Chung không dám khẳng định, vốn cho rằng muốn gặp được còn không biết lúc nào, không ngờ. Lại bất ngờ xuất hiện, hơn nữa giúp mình ngăn lại công kích của đế. Quân! Thất Thất, ngươi muốn làm gì? Gương mặt khổng lồ cũng rất nghi hoặc, công kích ngừng lại, trong giọng nói mang theo không vui. Hô! Tính không châu nhẹ nhàng vụt qua. Biến thành một nữ tử vóc người thướt tha, lơ lửng ở giữa không trung, ôm quyền đứng thẳng. Hắn là người ta thích, xin đế quân hạ thủ lưu tình. Trương Huyền nhìn lại, không phải người khác, chính là Lạc Thất Thất. Mấy tháng không thấy, cô gái này vẫn điềm tĩnh giống như trước kia, mỹ lệ không tưởng nổi, nhìn mình, trong mắt vẫn tràn đầy trông đợi và phức tạp. Dung mạo và tình cảm vẫn như cũ, nhưng thực lực lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhìn kỹ. Vậy mà giống như phù giang thần, đạt đến thần vương đỉnh phong. Trước đó nghi hoặc, vì sao nguyện lực ở u hồn chỉ gia tăng nhanh như. Vậy, lúc này mới hiểu được, nguyện lực của nàng nhất định làm ra tác dụng rất lớn. Tính không châu tu vi thần vương đỉnh phong. Sức chiến đấu mạnh mẽ hơn phù giang thần không biết bao nhiêu, thậm chí so với Bách Diệp Thanh Hồng cũng không hề yếu. Nhìn thấy nữ hài vì cứu mình, ngăn ở trước mặt đế quân. Thân thể mảnh mai không chần chờ chút nào, Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Ta đối với ngươi,
không chỉ là ưa thích. Hắn là người ta thích, xin đế quân hạ thủ lưu tình. Cô gái này vì mình, không tiếc bất hòa với cả gia tộc, vì mình không tiếc chống lại đế quân. Mà mình lại không để ý, thậm chí ngay cả một tia hy vọng cũng không cho. Người trong lòng ngươi nhớ mãi không quên, lại là hắn. Gương mặt khổng lồ sửng sốt một chút. Nhưng hắn không thích ngươi. Ta từ trong ánh mắt của hắn có thể thấy được, hắn có người mình thích. Vì một người không thích ngươi, phản bác lại ta, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Gương mặt khổng lồ và Lạc Thất Thất giống như có quen biết, quan hệ. Rất quen thuộc. Không có đáng giá hay không, chỉ cần có thể vì hắn. Chỉ cần hắn bình an vô sự, với ta mà nói. Lạc Thất Thất đứng tại chỗ, không gian ba động bị ngăn ở trước người, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, chỉ có kiên nghị không thể lay động. Như vậy là đủ rồi. Hết chương 3852. Chương 3853. Hoàng kê nuốt đê quấn. Hà tất phải như vậy. Gương mặt khổng lồ than thở. Dường như nàng đã sớm biết, ở sâu trong nội tâm nữ hài trước mắt này có một người tồn tại, chỉ không nghĩ tới là Trương Huyền. Chuyện từ đầu đến cuối tin tưởng đế quân đã thấy, Bách Diệp Thần Vương phong hào ham muốn đan dược của hắn, cố ý vu cáo hãm hại, lúc này mới chọc giận hắn ra tay. Tội không ở Trương Huyền, xin đế. Quân mở một con đường, thả hắn rời khỏi. Lạc Thất Thất ngẩng đầu lên. Đối mặt chuyện của Trương Huyền, nàng chắc chắn sẽ không lùi bước. Mặc kệ có tội hay không, cho dù thuộc hạ của ta có tội, cũng là ta tới xử lý, hắn một ngoại nhân, chém giết người của ta, nếu như cái gì cũng. Mặc kệ, về sau Linh Lung Thiên ta còn có mặt mũi nào đứng ở thần giới. Gương mặt khổng lồ lắc đầu. Tuy nàng cũng biết, tội không ở đối phương, nhưng dính dáng tới mặt mũi của một phương thiên địa, không thể thỏa hiệp và lùi bước. Nếu như đế quân nhất định muốn trách phạt, ta nguyện ý thay hắn chịu tội. Lạc Thất Thất cắn răng. Không nghĩ tới nữ hài này kiên trì như vậy, gương mặt khổng lồ cau mày. Thất Thất, lui ra phía sau. Sự tình của ta, tự ta xử lý là được. Thân thể Trương Huyền vụt qua, ngăn nữ hài ở phía sau. Từ trước đến nay, hắn luôn mắc nợ cô gái này, vì mình, nàng trả giá đã đủ nhiều, hiện tại sao có thể để nàng bị thương tổn. Mặc dù bây giờ thực lực không bằng, chỉ có thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, nhưng dung hợp huyết dịch của tiểu hoàng kê, đã nắm giữ. Thân bất tử, đối phương muốn chém giết mình cũng không dễ dàng như. Vậy, huống chi còn có một bản thiên đạo chi thư, đối mặt đế quân hẳn không chống lại được, nhưng một ý niệm, ngăn cản một hồi hẳn là có thể làm được. Còn tính là nam nhân. Thấy hắn lao ra, ánh mắt của gương mặt khổng lồ lộ ra thưởng thức. Chuyện của mình, tự mình xử lý, coi như có trách nhiệm. Những người khác, cho dù là thần vương phong hào đối mặt đế quân, nói cũng không ra lời, vị trước mắt này có thể đúng mực, chủ động đối mặt mình, nói rõ tâm tính không kém. Khó trách nữ hài này khăng khăng một mực với hắn. Vốn ta muốn hủy bỏ tu vi của ngươi, nếu Thất Thất thay ngươi cầu tình. Tha cho ngươi một mạng cũng không sao. Đạo ý niệm này của ta hội tụ nguyên khí của Hoàng Thành, chỉ có 1% lực lượng của bản tôn, ngươi có thể ngăn cản một kích toàn lực, chuyện ngày hôm nay coi như thôi. Ngăn cản không nổi, cũng chỉ trách tu vi không đủ. Gương mặt khổng lồ thản nhiên nói. Đế quân, khuôn mặt Lạc Thất Thất tái đi. Đối phương nói không sai. Gương mặt khổng lồ này quả thực chỉ là hội tụ nguyên khí hình thành, nhưng dù sao cũng ẩn chứa ý niệm của cường giả đế quân, đừng nói Trương Huyền, coi như thần vương phong hào phổ thông cũng không thể chống cự. Việc này đã định, nếu ngay cả như vậy cũng ngăn không nổi, hắn cũng không xứng người ưa thích. Ý niệm lan xuống, Lạc Thất Thất còn muốn nói chuyện cứng ngắc ở trên không trung, không cách nào động đậy, cũng không cách nào biến trở về. Bản thể tĩnh không châu. Hẳn là bản tôn của đế quân xuất thủ. Bắt đầu đi. Biết đế quân làm ra quyết định, không thể thay đổi, thân thể Trương Huyền lơ lửng giữa trời, chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Cho dù nắm giữ 1% lực lượng của đế quân, cũng không thể. Khinh thường. Hô. Bàn tay lớn vồ một cái, thần vương kiếm lần nữa rơi vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng run lên, kiếm pháp thiên nhược hữu tình phát huy ra. Tâm tự song ti võng. Trung hữu thiên thiên kết. Khởi vi xá du quan, can chàng hiếu tư kích. Xuân tàm đáo tử ti phương tấn, trá cự thành hôi lệ thủy kiền.
ba chiêu kiếm pháp, đồng thời theo mũi kiếm thả ra ngoài, tựa như tạo thành một lá chắn to lớn ở chung quanh thân thể. Tuổi còn trẻ, vậy mà lĩnh ngộ kiếm pháp vượt qua thiên đạo, rất tốt. Gương mặt khổng lồ sửng sốt, cũng không thấy có bất kỳ động tác, Trương Huyền chỉ nhìn thấy một cỗ lực lượng khổng lồ nghiền ép tới, ba chiêu kiếm pháp hình thành phòng ngự, mắt thường có thể thấy được vỡ. Vụn, thật mạnh, không hổ là đế quân, cho dù là 1% lực lượng, cũng không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Liều mạng, kiếm pháp sụp đổ, biết tùy ý lực lượng đánh tới, thực sẽ bị trọng thương, trong mắt Trương Huyền hơi híp. Tuy trải qua Nguyệt Thanh chỉ rèn luyện, dùng hợp huyết dịch của tiểu hoàng kê, bất luận thương thế nặng cỡ nào, hẳn cũng có thể khôi phục, nhưng hắn phải chạy về Linh Nguyên Thiên tham gia thi đấu, thu hoạch tư cách đi vào Linh Thần Cung. Chậm trễ không nổi, cho nên có thể không bị thương, thì tận lực không bị thương. Vẫn là ta tới đi. Thời điểm hắn câu thông thiên đạo chi thư, lập tức sẽ tế ra, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Ngay sau đó liền thấy một con tiểu hoàng kê bất ngờ xuất hiện, đón gió liền lớn, miệng há ra. Hô! Gương mặt khổng lồ trên không lập tức bị nuốt xuống, toàn bộ không trung chỉ còn lại có một con hoàng kê to lớn, yên tĩnh lơ lửng, tựa như khí cầu thổi phồng. Khuôn mặt Trương Huyền co lại. Biết tiểu hoàng kê có thể nuốt đồ vật, thậm chí nuốt bảo vật thực lực mạnh hơn mình. Nhưng con mẹ nó này là ý niệm của đế quân, người cũng dám nuốt. Có thể cho nàng chút mặt mũi hay không? Không chỉ hắn bối rối, tất cả mọi người thấy cảnh này đều như vậy. Ý niệm đế quân hình thành gương mặt khổng lồ, đại biểu uy nghiêm của đế quân. Bị một con gà nuốt. Lạc Thất Thất cũng nhìn về phía hoàng kê, không dám tin. Sớm biết hắn còn có hậu chiêu lợi hại như vậy thì không cần chạy ra rồi. Trong ánh mắt khó tin của mọi người, hoàng kê ở một cái, lắc lư thân thể, lần nữa thu nhỏ. Khôi phục hình dáng vốn có. Một bên thu nhỏ, một bên liếm láp miệng, một bộ vẫn chưa thỏa mãn, thật giống như ăn vật đại bổ gì. Vù! Trên không lần nữa hình thành một cỗ uy áp to lớn, gương mặt khổng lồ. Kia xuất hiện lần nữa. Bất quá không còn nguyên khí ủng hộ, thoạt nhìn có chút mơ hồ. Nhưng trong đó ẩn chứa ý niệm vẫn cao cao tại thượng, cho người ta một loại áp bức nồng đậm. Ngươi! Nàng không công kích. Mà nhìn về phía tiểu hoàng kê, ánh mắt phức tạp. Ta là thú sủng của Trương Huyền, tiểu hoàng kê. Làm sao, muốn động thủ với chủ nhân của ta, trước qua một cửa của ta đã. Tiểu hoàng kê duỗi eo, duỗi ra một cái cánh, diễu võ dương oai nói. Thú sủng, tiểu, hoàng kê. Gương mặt khổng lồ run rẩy. Ngươi, có biết thân phận trước kia của mình không? Ta đương nhiên biết. Tiểu hoàng kê cực kỳ ngạo khí nói. Ta chính là siêu cấp thần thú tung hoành thiên địa, bá vương trong gà, ngàn vạn gà mái thần phục ở dưới háng. Gương mặt khổng lồ lại run rẩy, nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa, ánh mắt phức tạp. Nếu như nói trước đó, chỉ cảm thấy đối phương là gia hỏa thiên phú cực cao, lại có thủ đoạn đặc thù, hiện tại đã không cho là như vậy. Lĩnh ngộ công pháp vượt qua thiên đạo, tùy ý tế ra một quyển sách đập chết thần vương phong hào. Lại lĩnh ngộ kiếm pháp vượt qua thiên đạo. Hiện tại thuần phục vị này thành thú sủng, thậm chí giống như tẩy não, cho rằng mình thật sự là một con gà, lấy cái tên thiếu thông minh như. Vậy, còn ra vẻ rất khí phách. Đại ca, ngươi đến cùng từ đâu tới đây? Bản lãnh này, cũng quá nghịch thiên đi. Hết chương 3853. Chương 3854. Tự tại thiên cho mời. Ngươi chặn lại một kích của ta. Chuyện ngày hôm nay coi như thôi. Thân là đế quân, không thể lật lọng, mặc kệ đối phương dùng thủ đoạn gì, dù sao cũng ngăn lại ý niệm kia toàn lực công kích, gương mặt khổng lồ hừ một tiếng. Ngươi đi đi. Đa tạ. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Tuy tiểu hoàng kê có thể nuốt gương mặt khổng lồ, nhưng nơi này dù sao cũng là Linh Lung Thiên, một khi bản tôn của đối phương ra tay, 10 cái hắn cũng ngăn cản không nổi. Cho nên có thể an toàn rời khỏi, xem như kết quả tốt nhất. Phù đan sư, giúp ta luyện đan, tại hạ vô cùng cảm kích, trước đó giúp ngươi thăng cấp tu vi, trong quá trình luyện đan chỉ điểm cho ngươi, đủ. Ngươi hưởng dụng cả đời, xem như báo đáp ân tình luyện đan. Trương Huyền xoay đầu lại. Phù giang thần này, dù ở thời khắc mấu chốt phản bội mình, trợ giúp Bách Diệp Thanh Hồng,
nhưng xét cho cùng là vì muốn cứu mình. Đa tạ Trương đan sư. Phù Giang thần khom người, một câu cũng không dám nói. Trước đó còn xem đối phương như vãn bối, bây giờ đối phương tùy tiện chém giết thần vương phong hào, ý niệm đế quân cũng có thể nuốt, nên đâu còn dám nghĩ như thế. Huống chi đối phương cho hắn đã đủ nhiều, mà hắn lại ở thời khắc mấu chốt không dám thừa nhận. Thất thất, nhìn về phía nữ hài cách đó không xa, trong ánh mắt của Trương Huyền mang theo áy náy. Vì hắn trả giá quá nhiều, mà hắn thì cái gì cũng không làm được. Không biết nói gì, chỉ thấy nữ hài nhìn qua. Trương sư, ta còn có thể đi theo phía sau ngươi, tiếp tục theo ngươi học tập luyện đan không? Đương nhiên là được. Trương Huyền gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lạc thất thất nhẹ nhàng cười một tiếng, như hoa tươi nở rộ, lần nữa nhìn về phía gương mặt khổng lồ trên không, quỳ xuống. Cảm ơn đế quân từ trong không gian loạn lưu cứu ta ra, cũng ban tặng vô số tài nguyên, để cho ta cấp tốc tăng cao tu vi, nắm giữ thực lực bây giờ. Thất thất cả một đời cũng không thể báo đáp. Gương mặt khổng lồ nhíu mày. Thất thất từng nói qua với đế quân, chỉ cần nhận được tin tức của hắn, lại nguy hiểm cũng sẽ đi tới. Hiện tại hắn ở trước mặt, ta nguyện ý cùng hắn rời đi, mong đế quân đừng ngăn cản. Lạc thất thất nặng nề dập đầu mấy cái nói. Gương mặt khổng lồ dừng lại phút chốc, than thở một tiếng. Lúc hắn luyện chế ra Mỹ Dung Đan, phá trướng đan, ta liền biết tin tức, chỉ sợ ngươi rời khỏi, không có nói cho, không nghĩ tới lại đến một bước này. Trương Huyền ở U Hồn Thiên gây ra động tĩnh lớn như vậy, thân là đế. Quân, làm sao có thể không biết? Chỉ là lo lắng Lạc thất thất biết tin tức, sẽ trực tiếp rời khỏi, vì vậy giữ. Kín không nói ra. Không nghĩ tới ngắn ngủi không đủ nửa tháng, đối phương lại đến nơi này, hơn nữa náo ra động tĩnh lớn hơn. Thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu. Thật không biết cô nương tốt như thất thất, đến cùng ưa thích hắn cái gì. Đi đi, theo đuổi hạnh phúc của mình, ta không tin người hắn ưa thích kia, còn có thể ưu tú hơn ngươi. Gương mặt khổng lồ nói. Thất thất ưa thích vị trước mắt này, vị này lại thích người khác, tuy nàng không rõ lắm. Nhưng cũng biết một chút. Từ trong không gian loạn lưu mang ra cô gái này, bản thể là Tĩnh Không Châu, ở thần giới cũng tính được là chí bảo, nguyên nhân chính là như. Vậy, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thành tựu thần vương đỉnh phong, vô cùng cường đại. Thiên phú và tài hoa như vậy, thần giới có thể so được, hầu như không có, chỉ cần đi theo sau lưng tên này, không lo hắn không hồi tâm chuyển ý. Đa tạ đế quân. Lạc thất thất vui mừng. Nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Danh sư đại lục, sau khi biết hắn rời khỏi, liều mình đi theo, không nghĩ. Tới một hơi đến thần giới. Vốn cho rằng cần tiêu phí thời gian rất lâu mới có thể gặp nhau, không nghĩ nhanh như vậy đã gặp mặt. Trương Huyền nhìn về phía gương mặt khổng lồ, ôm quyền nói. Thất thất được đế quân cứu giúp, hơn nữa dốc lòng chăm sóc, ân tình này không thể không báo. Ngươi dùng cái gì báo? Giết thần vương phong hào của ta, thôn vệ ý niệm của ta sao? Gương mặt khổng lồ khẽ nói. Không nói báo đáp còn không tức giận, nói tới chuyện này, nàng lại tức giận đến nói không ra lời. Ngươi vừa đến, liền giết chết một thần vương phong hào của ta, dùng thú sủng nuốt một đạo ý niệm của ta. Cho dù đối với nàng mà nói, không có tổn thất gì, nhưng có hại mặt mũi a hát. Dĩ nhiên không phải. Trương Huyền xấu hổ cười một tiếng nói. Nếu như ta không nhìn lầm, đế quân hẳn là ngủ không tốt. Thường xuyên mất ngủ à. Bản tôn đế quân, thư viện nhìn không ra thiếu hụt, nhưng một đạo ý niệm còn có thể nhìn ra một chút sơ hở. Vị linh lung tiên tử này, cường đại đến cực điểm, trong cửu đế cũng phải kể đến, nhưng cũng có một thiếu hụt chí mệnh, đó chính là mất ngủ. Dựa theo tình huống bình thường, tu vi đến loại cảnh giới như nàng. Coi như một vạn năm không ngủ, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương, nhưng rất nhiều cường giả vẫn là thông qua ngủ, đến điều tiết bản thân, tiến hành buông lỏng. Dù sao đạt đến đỉnh phong của thần giới, đã không còn ham muốn, cũng không cần ra sức tu luyện, lại không nghỉ không ngủ, cả người sẽ trở nên bồn chồn. Vị trước mắt này đúng là như thế. Gương mặt khổng lồ nhướng mày. Đối phương nói không sai, nàng quả thực mất ngủ. Bất kể làm sao cũng không thể ngủ, chỉ là đối phương làm sao biết được. Phải biết chuyện này, thất thất cũng không biết.
Đế quân yên tâm, ta thân là luyện đan sư, mặc dù bây giờ không biết làm sao giải quyết, nhưng kèm theo thời gian, khẳng định có thể nghĩ ra phương pháp giải quyết vấn đề này, cũng coi báo đáp ân tình ngươi giúp Thất Thất. Trương Huyền ôm quyền. Tu vi hiện tại của hắn quá yếu, không giải quyết được sự tình của đế quân, có điều kèm theo tu vi tăng thêm, cái gọi là nan đề sẽ không coi vào đâu. Ta chờ. Thấy đối phương nói như vậy, gương mặt khổng lồ không nói thêm lời, từ từ biến mất, thật giống như chưa hề xuất hiện qua. Đi thôi. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, gọi là Thất Thất. Nếu nữ hài nguyện ý đi cùng hắn, mang theo lại như thế nào? Lạc Thất Thất gật đầu. Hai người nhẹ nhàng bay đi. Trong một cung điện khổng lồ, một cô gái nhìn hai người Trương Huyền bay đi, đứng chắp tay. Nếu như Trương Huyền ở đây thấy rõ dung mạo mà nói, sẽ kinh ngạc phát hiện, cùng gương mặt khổng lồ vừa rồi giống nhau như đúc. Linh Lung Thiên, Linh Lung Tiên Tử. Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thể nguyền sống chết. Linh Lung Tiên Tử than thở một tiếng, lẩm bẩm. Thất Thất, chỉ mong lựa chọn như vậy là đúng. Bất quá, người ưu tú như vậy, hắn không thể không thích ngươi, mà đi ưa thích một nữ tử. Kém ngươi, hừ, cho ta biết nữ nhân kia là ai, nhất định sẽ giáo huấn một chút. Lời còn chưa dứt, không gian trước mắt đột nhiên lay động, một cuốn lụa màu vàng bất ngờ xuất hiện. Đồng tử của Linh Lung Tiên Tử co rụt lại, vội vàng khom người, thở. Mạnh cũng không dám. Linh Lung Thiên, Linh Lung Tiên Tử nghe lệnh. Cuốn lụa mở ra, đột nhiên phát ra âm thanh. Lập tức tới Tự Tại Thiên, không được chậm trễ. Linh Tê Đế Tôn muốn gặp ta. Linh Lung Tiên Tử sững sờ, không dám vi phạm. Phải. Linh Lung Tiên Tử không dám nói nhiều, biến mất tại nguyên chỗ. Hết chương 3854. Chương 3855. Linh Tê Đế Tôn. Linh Lung Tiên Tử đi theo sau lưng cuốn lụa, đến trước một đại điện mây mù mờ mịt. Tự Tại Thiên, Tự Tại Thiên Cung. Cửa cung đóng chặt. Linh Lung Thiên, Linh Lung Tiên Tử bái kiến Linh Tê Đế Tôn. Linh Lung Tiên Tử ôm quyền khom người, đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Cửu Thiên Cửu Đế, nghe không khác nhau chút nào, nhưng thân là đế. Quân mới hiểu được, Tự Tại Thiên mới thật là trưởng khống giả của thần giới, không người có thể so sánh. Không gió, không thanh âm chim thú, không khí yên tĩnh như cứng lại. Linh Lung Tiên Tử không dám thở mạnh. Đối phương triệu kiến, mình tới, nhưng đóng cửa không ra không nói, thậm chí ngay cả lời nói cũng không có, muốn làm gì. Dường như không có đắc tội qua vị cửu ngũ chí tôn này a hát. Linh Lung Tiên Tử bái kiến, mong Linh Tê Đế Tôn diện kiến. Dừng lại không biết bao lâu, thấy vẫn không có động tĩnh, Linh Lung Tiên Tử nói lần nữa. Từ khi ôm quyền khom người, thời gian qua nửa canh giờ, tư thế một chút không thay đổi, không phải là không thể, mà là không dám. Lại đợi nửa canh giờ, cung điện vẫn không có mở ra, thời điểm Linh Lung Tiên Tử càng ngày càng bất an, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đây là một đạo ý niệm của ta hình thành phân thân, nhường ngươi ba chiêu. Vù! Tiếng nói kết thúc, bên ngoài cửa cung điện xuất hiện một bóng người, toàn thân áo trắng, thanh đạm tao nhã. Giống như hòa vào tự nhiên, lại như không tồn tại ở thế giới này. Linh Lung Tiên Tử nhảy dựng. Thật không có đắc tội vị này a hát, vì sao lại nhường ta ba chiêu? Vâng, tuy nghi hoặc, nhưng biết mệnh lệnh của đối phương không cách nào thay đổi, hít sâu một hơi, lông mày dương lên, Linh Lung Tiên Tử vung một trường về phía trước. Tê lạp, không gian trước mắt giống như giấy xé rách, không gian xuất hiện từng khe hở đen như mực. Khe hở rơi vào trên thân bóng người áo trắng, giống như sóng nước đánh vào đá ngầm, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. 1. Bóng người áo trắng mặt không hề cảm xúc. Thấy đối phương một chút việc cũng không có, Linh Lung Tiên Tử cắn răng, không còn dám có bất kỳ ẩn tàng, song quyền đồng thời công kích. Tuy thân là nữ tử, nhưng thiên phú và tài hoa lại không thua tám đế. Khác, Vân Ly Đại Đế gặp được cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Lúc này ra tay toàn lực, hai nắm đấm giống như cối xay hủy diệt thế. Giới, chỗ đến, đã không phải khe hở, mà là bụi bặm không gian. Nói cách khác, dưới một quyền, không gian vỡ vụn thành bụi phấn, sinh mệnh ở trong đó không thể chịu được. Chẳng qua, thân ảnh kia vẫn không nhúc nhích,
mặc cho lực lượng rơi vào trên người, quần áo không có lưu lại dấu vết mảy may. 2. Bóng người áo trắng tiếp tục nói. Biết chỉ còn chiêu cuối cùng, một giọt máu tươi từ mi tâm linh lung tiên tử bay ra, trong nháy mắt thiêu đốt, sau một khắc, khí tức cả người bạo tăng, lại đập xuống một trường. Lần này so với trường thứ nhất mạnh mẽ hơn không chỉ một lần, có điều không gian không vỡ vụn, cũng không biến thành bụi bặm, mà bắt đầu vặn vẹo. Bàn tay rơi vào trên người Bạch Y, đối phương vẫn không nhúc nhích tí nào, ngay sau đó người sau ngẩng đầu lên, âm thanh vang lên bên tai. 3. Lời nói kết thúc, cong ngón tay búng một cái. Bành! Linh lung tiên tử lập tức bay ngược ra, người ở trên không trung phun máu tươi, nặng nề té ngã trên đất, khuôn mặt trắng bệch. Một chỉ, liền bị trọng thương. Cả hai không ở cùng một khái niệm. Đa tạ linh tê đế tôn chỉ giáo. Cố nén đau đớn trên người, linh lung tiên tử không dám nói nhiều, mà cắn răng hỏi. Không biết tại hạ làm sai chỗ nào. Vị này bình thường chưa từng ra tay thì chứng minh không cao hứng, tìm người chút giận. Chỉ là, ta đến cùng đắc tội ngươi chỗ nào, ngươi nói để ta sửa không được sao. Vừa đến liền bị đánh một trận tơi bời. Chết cũng không nhắm mắt a hát. Muốn dạy dỗ ta, còn phải tiếp tục tu luyện. Loại thực lực này còn xa xa chưa đủ. Thân ảnh Bạch Y hóa thành một giọt nước rơi trên mặt đất. Đối phương dùng nước tạo thành phân thân. Một giọt nước làm phân thân, liền chiến thắng mình. Vị này quả nhiên là tồn tại đỉnh phong nhất thần giới, không người có thể chống lại. Linh lung tiên tử choáng váng. Giáo huấn ngươi. Ngươi lợi hại như vậy, cho ta 10 cái lá gan cũng không dám dạy dỗ. A hát. Rõ ràng là ngươi giáo huấn ta có được hay không? Không đúng, ta mới độc thoại xong, muốn giáo huấn nữ tử Trương Huyền ưa thích, liền bị triệu hoán tới. Chẳng lẽ, thân thể đột nhiên cứng đờ, linh lung tiên tử kinh hoàng. Nếu như đoán đúng, Trương Huyền này thật quá nghịch thiên. Thú sủng là vị kia, người yêu là vị này. Thật chỉ là thiên thần thượng phẩm đỉnh phong phổ thông sao? Về sau không nên tìm tên này phiền phức là được. Trong lòng chỉ là suy đoán, không biết đúng hay không, cũng không dám hỏi thăm, linh lung tiên tử lần nữa trở lại linh lung thiên. Vừa trở lại cung điện, chỉ thấy một phụ nhân vội vã đi vào trước mặt. Chúc mừng tiên tử, chúc mừng tiên tử. Có cái gì vui sao? Vừa bị giết một thần vương phong hào, lại bị đánh mặt ở trước mặt mọi người, còn bị tự tại thiên kêu qua đập một trận. Ta đang buồn bực, chúc mừng cái gì hả? Trước đó vài ngày tiên tử từ thần sơn mang về hai người, một mực mang tu luyện, vừa rồi không chỉ đạt đến thần vương đỉnh phong, càng đồng thời thông qua đo lường. Phụ nhân vội nói, thông qua được. Con mắt linh lung tiên tử trợn tròn, vẻ mặt vui sướng. Liên tục bị người làm nhục, đây chính là tin tức tốt nhất. Hai người này, là nàng ở thần sơn tìm tới, vì bồi dưỡng tiêu phí không biết bao nhiêu, lúc này đột phá. Đại biểu linh khí thủy triều lần này, linh lung thiên không cần tiếp tục bị động như lần trước. Đã có quyền chủ động lựa chọn. Đi qua nhìn một chút. Quét sạch buồn bực trong lòng, nhẹ nhàng vụt qua, đi tới trước mặt thời không kính. Từ bên ngoài nhìn vào, là cái kính phổ thông, trên thực tế bên trong tốc độ thời gian trôi qua đạt đến gấp 1 vạn lần ngoại giới. Nói cách khác, từ thần sơn đón hai người này về, đến bây giờ đã qua mấy trăm năm. Bất quá mấy trăm năm, từ vừa mới đột phá thần linh, đi đến thần vương đỉnh phong, tốc độ tu luyện đã có thể xưng kinh khủng. Hô! Tinh thần khẽ động, hai bóng người trong thời không kính bị mang ra ngoài. Là hai nữ hài, một cái thoạt nhìn có chút văn tính, một cái khác lạnh lùng như xương, không có bất kỳ biểu lộ gì. Thời gian trong thời không kính, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì ở. Trên người. Vừa ra ngoài. Trên người các nàng đồng thời tỏa ra lực lượng và khí tức mạnh mẽ, tựa như muốn xé rách không gian. Dù chỉ là thần vương đỉnh phong, nhưng lực lượng lại cường đại hơn thần vương phong hào. Công pháp, tâm tính, không có chỗ nào không biểu hiện, đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Càng xem càng ưa thích, linh lung tiên tử khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn qua, trong mắt mang theo trông đợi. Các ngươi đều đạt đến thần vương đỉnh phong. Có thể gánh chịu lực lượng phong hào. Các ngươi có bằng lòng làm thần vương phong hào của ta hay không? Hết chương 3855.
Chương 3856. Linh Lung Tiên Tử sụp đổ thượng. Làm thần vương phong hào. Hai nữ hài do dự. Sau khi đến thần vương đỉnh phong, chỉ cần có thể đạt được đế quân tán thưởng, được phong hào, lực lượng tự nhiên sẽ tiến thêm một bước, trở thành nhân vật cường hãn nhất dưới đế quân. Không chiếm được phong hào, nhiều nhất mạnh hơn thần vương bình thường một chút mà thôi. Không sai. Linh Lung Tiên Tử gật đầu. Sau khi Bách Diệp Thanh Hồng bị giết, nàng tính toán để vị trí thần vương phong hào này cho Lạc Thất Thất, ai biết cô gái này việc nghĩa chẳng từ nan theo Trương Huyền rời đi. Nàng đã không nguyện ý làm, chỉ cần hai người này thành công, tuy Linh Lung Thiên tổn thất một vị phong hào, nhưng lại nhiều ra hai vị, ba đại phong hào, so với tám thiên khác cũng không hề yếu. Làm sao, không nguyện ý. Thấy yêu cầu làm thần vương phong hào, hai người kia lại do dự, Linh Lung Tiên Tử nhíu mày. Có thể để cho thực lực tăng tiến, đương nhiên là tốt nhất, chỉ là... Nữ hài hơi có vẻ dịu dàng ít nói dừng lại một chút, sau đó mở miệng nói. Sau khi trở thành thần vương phong hào của ngươi, có phải nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi, nếu lệnh chúng ta đối phó người thân nhất cũng không thể làm trái hay không? Thần vương phong hào, chỉ là thu hoạch được một khu vực trong cửu thiên công nhận, thu hoạch được nguyện lực của vô số dân chúng, từ đó. Có thể điều động lực lượng thiên địa tốt hơn, cũng không phải nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Còn tưởng đối phương lo lắng cái gì, Linh Lung Tiên Tử cười cười. Nếu như nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, còn gọi thần vương phong hào gì, không bằng gọi khôi lỗi chính xác hơn. Hai nữ hài bừng tỉnh hiểu ra, lúc này mới gật đầu, ánh mắt kiên định. Nếu như vậy, chúng ta nguyện ý làm thần vương phong hào của Linh Lung Thiên. Vậy là tốt rồi. Linh Lung Tiên Tử thở phào nhẹ nhõm, cổ tay rung lên, một cỗ quang mang bao phủ hai người, cùng thời khắc đó, vô số sinh mệnh trong Linh Lung Thiên đồng thời nghe được một âm thanh vang vọng ở trong óc. Bách Diệp Thanh Hồng hành vi không ngay thẳng, đã tước phong hào. Vương Dĩnh, Ngụy Như Yên tiếp nhận vị trí, thành thần vương phong hào mới. Tham kiến thần vương phong hào tân nhiệm. Vô số sinh mệnh của Linh Lung Thiên, trong đầu đồng thời xuất hiện hai hình dáng xinh đẹp. Nhìn thấy hình ảnh, mọi người đồng thời quỳ rạp xuống đất. Tuổi thọ của thần vương phong hào vượt qua 10 vạn năm, một khi xuất hiện, liền đại biểu một gia tộc to lớn sinh ra. Trước đó toàn bộ Linh Lung Thiên chỉ có hai vị phong hào, vốn cho rằng Bách Diệp Thanh Hồng bị giết, chỉ còn lại một vị, rất khó chống lại tám thiên khác, không nghĩ tới Linh Lung Tiên Tử lập tức xác phong hai vị. Đương nhiên, không phải tất cả thần vương đỉnh phong đều có thể được xác phong. Có thể thu hoạch được xưng hào, đã nói rõ thực lực. Ầm ầm, mọi người bái phục, hai nữ hài đồng thời cảm thấy một đạo ý niệm vĩ. Đại gia chỉ ở trên người, tựa như thu được thiên địa công nhận, có thể. Điều động càng nhiều lực lượng. Ý niệm thiên địa. Hai người giật mình. Đạt được đế quân sắc phong, trở thành thần vương phong hào, chân khí, tu vi không có bất kỳ biến hóa, nhưng linh hồn đạt được ý niệm thiên địa công nhận. Chỉ cần cố ý niệm này ra chỉ ở trên người, sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Thấy các nàng không hiểu, Linh Lung Tiên Tử cười giải thích. Sở dĩ thần vương phong hào mạnh mẽ, cũng không phải tu vi càng cao thâm hơn, chân khí càng thêm tinh thuần, mà là lực lượng phong hào. Loại lực lượng này, là ý niệm thiên địa công nhận, chỉ cần vận dụng loại công nhận này ra, thần vương căn bản không có cách chống lại. Thì ra là thế. Cảm nhận được cỗ lực lượng này mang tới mạnh mẽ, con mắt hai người đồng thời sáng lên. Có loại lực lượng này, trừ khi bị giết, nếu không lực lượng là không cách nào bị tước đoạt. Nói cách khác, tuy loại lực lượng này là đế quân sắc phong, nhưng cho dù đế quân muốn tước đoạt, cũng không làm được. Đa tạ tiên tử. Hai người lần nữa quỳ gối. Linh Lung Tiên Tử thỏa mãn gật đầu, tự ái nhìn qua. Còn không gọi, sư phụ sao? Hai người này là nàng từ trong thần sơn mang tới, mặc dù không có bái sư, nhưng cũng có tình nghĩa sư đồ, không có nàng tự mình chỉ điểm, lại sử dụng lực lượng thời không kính, cho dù thiên tư chắc tuyệt, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy thông qua thần vương phong hào khảo hạch, hơn nữa thu hoạch được sắc phong. Bởi vậy, mặc dù chưa hề thua qua đệ tử, nhưng yêu thích hai người này vượt qua tất cả, hy vọng có thể trở thành lão sư. Xin tiên tử thứ lỗi. Trước khi tỉ muội chúng ta tới cũng đã nói, đã có lão sư.
Nữ hài dịu dàng ít nói vội vàng ôm quyền nói. Ta biết các ngươi có lão sư, nhưng hắn làm sao có thể so với ta. Chẳng qua để các ngươi nhập môn, để các ngươi đột phá đến thần linh mà thôi. Linh Lung tiên tử nói. Hai người này có lão sư, thời điểm ở thần sơn liền biết, lúc đó muốn dẫn các nàng đi, các nàng không nguyện ý, nói phải lưu tin tức cho lão sư. Lúc đó còn nghĩ, các nàng tôn sư trọng đạo, phẩm chất rất tốt, càng thêm vừa ý. Vốn cho rằng chỉ là thầy giáo vỡ lòng chỉ điểm để các nàng đột phá thần linh mà thôi, kèm theo thời gian trôi qua, khẳng định sẽ quên, không nghĩ tới đã lâu như vậy, còn chỉ nhận người kia, không nhận mình. Nàng là đế quân A. Chỉ cần mở miệng, thiên hạ không biết bao nhiêu cường giả nguyện ý bái làm môn hạ, trở thành đệ tử. Nàng bỏ ra nhiều như vậy, thậm chí sắc phong thần vương, vẫn không chịu bái sư, chỉ nhận đối phương. Tên kia đến cùng tốt chỗ nào? Cao lắm cũng chỉ là thần linh phổ thông, cho một chút chỉ điểm mà thôi, cần như vậy sao? Xin tiên tử chớ nên làm nhục sư phụ chúng ta, nếu không ở dưới ân tình lưỡng nan khó dứt bỏ, chúng ta chỉ có thể trả tu vi lại cho người. Nữ tử khuôn mặt lạnh lùng nói. Đã bái sư, cả đời chỉ có một sư, kiếp này không thay đổi, mong đế. Quân thứ lỗi. Nữ tử dịu dàng cũng nói. Được rồi. Thấy hai người kiên trì, mảy may cũng không lay được, Linh Lung tiên tử bất đắc dĩ, mang theo tiếc hận nói. Các ngươi có biết linh khí thủy triều hay không? Nghe nói qua một ít. Nữ hài dịu dàng ít nói gật đầu. Thần giới đều truyền ngôn, tuy các nàng một mực bế quan tu luyện, nhưng cũng biết một ít. Nếu như không phải bởi vì cái này, cho dù thiên phú không tồi, cũng không có khả năng đạt được đế quân coi trọng như vậy, ban tặng vô số tài nguyên, trong thời gian ngắn tu vi tăng lên tới cấp bậc này. Linh khí thủy triều, 10 năm một lần, cửu thiên cửu đế cũng vì đó điên cuồng, thần vương phong hào, thần vương cũng có khả năng vẫn lạc. Linh Lung tiên tử nhàn nhạt nhìn qua. Tuy các ngươi thành thần vương phong hào, nhưng vẫn không phải mạnh nhất, ở thần sơn, tuy ta là tìm được các ngươi, nhưng cửu đế khác cũng đều tìm được truyền nhân phù hợp mình, hơn nữa ở dưới bọn họ bồi dưỡng, khẳng định mạnh hơn. Nếu như không bái ta làm thầy, không học được võ kỹ cao thâm hơn, một khi chiến đấu với bọn hắn, vô cùng có khả năng xuất hiện nguy hiểm, thân tử đạo tiêu. Không nói cái khác, Liệt Dương Thiên trước Dương Đại Đế mang đi Trịnh Dương, các ngươi có từng nghe nói qua không? Vài ngày trước đã đến thần vương phong hào, thực lực so không hề thua thần vương phong hào uy tín lâu năm, nếu để cho hắn xuất chiến, các ngươi không học tập võ kỹ ta truyền thụ, rất khó thắng được. Chúng ta nghe nói qua. Nữ hài dịu dàng ít nói gật đầu. Đó là tứ sư đệ của ta. Hết chương 3856. Chương 3857. Linh Lung tiên tử sụp đổ hạ. Tứ sư đệ. Linh Lung tiên tử ngẩn ngơ. Tình huống gì? Trịnh Dương kia đã vang vọng Liệt Dương Thiên, tu vi cường đại đến cực điểm, đặc biệt là thương pháp, mỗi một chiêu thi triển ra, đều tựa như xuất hiện một mặt trời. Mấy thần vương phong hào cũng bị đánh rơi ngựa. Bởi vì chuyện này, đế quân của Liệt Dương Thiên còn đắc ý rất lâu. Nhân vật nghịch thiên như vậy, là sư đệ của ngươi. Hắn cũng là học sinh của vị lão sư kia. Linh Lung tiên tử nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn không được hỏi. Vâng, nữ hài dịu dàng ít nói gật đầu. Thời điểm lão sư thu bọn họ làm thân truyền, xác định trình tự, Trịnh Dương vừa vặn xếp thứ tư. Linh Lung tiên tử nói không ra lời. Lại là sư huynh muội. Vốn cho rằng vị kia ở thần sơn, thu được hai vị tuyệt thế thiên tài này đã đủ may mắn, không nghĩ tới Trịnh Dương cũng là học sinh của hắn. Khó trách hai người không nguyện ý bái sư, có lão sư như vậy, quả thực có thể khoe khoang. Chẳng qua. Vậy thì sao? Mình dù sao cũng là đế quân. Hắn một lão sư chỉ là thần linh cảnh, coi như vận khí tốt, tìm được ba vị thiên tài. Lấy cái gì so với mình? Vô luận nói như thế nào, nàng cũng càng có ưu thế. Nhất định phải để hai người này biết tình hình nghiêm trọng, nếu không không bái sư, mình không tiện truyền công pháp, làm sao cạnh tranh với người khác? Vẻ mặt Linh Lung tiên tử ôn hòa nói. Được rồi, coi như hắn là sư đệ ngươi, về sau gặp được có thể sẽ hạ thủ. Lưu tình, nhưng canh kim thiên phù mãnh đế quân mới thu được Triệu Nhã. Cùng các ngươi không có quan hệ A,
nàng cũng đã được sắc phong thần vương phong hào, nghe nói so với Trịnh Dương chỉ mạnh không yếu. Canh Kim Thiên và Linh Lung Thiên một cái trấn thủ chính tây của thần giới, một cái ở tây nam, khả năng cả hai giao thủ cực lớn, không học tập mà nói, ta sợ các ngươi không chống lại được. Đó là đại sư tỷ của chúng ta. Nữ hài dịu dàng ít nói gật đầu. Linh Lung Tiên tử nheo mắt, kìm nén không được. U Hồn Thiên vừa mới sắc phong Lộ Xung thần vương phong hào, có lẽ không có quan hệ a. Hắn cũng rất mạnh. Đó là lục sư đệ. Nữ hài dịu dàng ít nói trả lời. Ra mặt Linh Lung Tiên tử co rúm, nghiến răng. Vân Ly Thiên Lưu Dương, Trương Cửu Tiêu, Khổng Thi Giao, ba vị. Thần vương phong hào, các ngươi hẳn không quen biết a. Đó là tam sư đệ, bát sư đệ và cửu sư muội. Nữ hài dịu dàng ít nói vui mừng. Nghe được tất cả sư đệ sư muội còn tốt, cực kỳ cao hứng. Linh Lung Tiên tử phát điên, lần nữa nhìn tới. Vậy Huyền Minh Thiên mới sắc phong thần vương Viên Đào, Thiện Hiểu Thiên và Bạch Nguyễn Khanh thì sao? Đó là ngũ sư đệ, thập sư đệ và thập nhất sư muội. Nữ hài dịu dàng ít nói tiếp tục nói. Cô gái này đương nhiên là Vương Dĩnh, lạnh lùng thì là Ngụy Như Yên. Phốc! Linh Lung Tiên tử nhìn không được, trước đó vốn bị thương, bây giờ. Phun ra một ngụm máu tươi. Chư thiên khác hưng phấn cho rằng thu được thiên tài, tự cho là linh khí thủy triều lần này nhất định thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, náo loạn nửa ngày, người ta lại đều xuất từ một lão sư. Tất cả đều là đồng môn sư huynh đệ. Thu một thiên tài làm đồ đệ, có thể nói vận khí, hai cái vận khí rất tốt, ba cái miễn cưỡng nói còn nghe được, 10 cái đều như vậy. Này không phải là vận khí a. Lão sư của các ngươi, thật chỉ là thần linh phổ thông. Linh Lung Tiên tử kìm nén không được, nghiến răng hỏi. Đúng vậy, thời điểm chúng ta đi vào thần sơn, vừa mới đột phá thần linh không bao lâu. Vương Dĩnh gật đầu. Thần linh phổ thông, không được đế quân tán thưởng. Không có thời không kính, cũng không có lượng lớn tài nguyên, hiện tại khẳng định ngay cả thiên thần cũng không đột phá nổi. Nhưng có hơn 10 học sinh thần vương phong hào. Linh Lung Tiên tử lòng đang rỉ máu. Cái tên này quá nghịch thiên rồi. Không đúng, lão sư của bọn họ không có đế quân tán thưởng. Nếu như mình sớm tìm tới, để hắn quy thuận, chẳng phải tương đương nắm thần vương phong hào của những chư thiên khác sao? Ánh mắt Linh Lung Tiên tử sáng lên. Lão sư của các ngươi hiện tại có phải còn ở U Hồn Thiên hay không? Có từng tiết lộ thân phận không? Nghe hỏi thăm, Vương Dĩnh dừng lại một chút nói. Lão sư của chúng ta, từ trước tới nay khiêm tốn, chỉ cần chúng ta sống tốt, hẳn là sẽ không tiết lộ thân phận. Còn có ở U Hồn Thiên hay không, chúng ta đã chừng một tháng không có liên hệ, thật đúng là không rõ ràng. Nhân phẩm của lão sư, thân là đệ tử, các nàng biết rất rõ ràng. Khiêm tốn, kín đáo, chưa từng chủ động khoe khoang. Loại đức tính ưu tú này, trải qua tam giới, còn không có từ trên người những người khác thấy qua. Trừ khi đệ tử xuất hiện nguy hiểm, mới có thể dũng cảm quên mình. Hiện tại tất cả sư tỷ đệ đều sống rất tốt, đều được phong vương, lão sư. Khẳng định rất vui mừng, sẽ không chủ động tiết lộ thân phận, từ đó gặp gỡ phiền phức. Dù sao dạy ra nhiều đệ tử lợi hại như vậy. Cho dù là đế quân cũng sẽ đỏ. Mắt, không có tiết lộ liền tốt. Linh Lung Tiên tử thở phào nhẹ nhõm. Không có tiết lộ thân phận, liền biểu thị sẽ không bị đế quân khác nhanh chân đến trước, lúc này cố nén kích động, hỏi lần nữa. Hắn tên gọi là gì? Hình dáng thế nào? Biết tên và hình dáng, bản thân nhanh đi tìm, sau đó lại nghĩ biện pháp giữ gìn mối quan hệ. Lão sư khiêm tốn. Nếu như biết chúng ta tiết lộ tên, nhất định sẽ trừng phạt, mong đế quân thứ lỗi. Vương Dĩnh khom người. Tính cách của lão sư là không nguyện ý nói nhiều, không nguyện ý làm náo động. Làm đệ tử, tự nhiên phải giữ gìn bí mật. Coi như sư phụ ngươi khiêm tốn, nhưng một khi các ngươi và Triệu Nhã, Trịnh Dương, Viên Đào, là sư tỷ đệ lộ ra ánh sáng, nhất định sẽ. Có người kiểm tra, lại điệu thấp khẳng định cũng có thể bị điều tra ra. Đến lúc đó, có người tìm phiền toái liền nguy hiểm. Ta sớm hỏi thăm, cũng không phải làm khó, mà là muốn bảo vệ, như vậy các ngươi cũng có thể yên tâm. Linh Lung Tiên tử vội nói. Cái này, Vương Dĩnh cùng Ngụy Như Yên nhìn nhau, do dự.
vị trước mắt này nói không sai. Tên của nhóm người mình không bị những người khác biết ngược lại cũng thôi, truyền thấu thần giới, khẳng định sẽ có người hữu tâm nghi ngờ, hơn nữa thẩm tra. Lão sư không có đế quân trợ giúp, không cách nào đi vào thời không kính, lại không có đủ tài nguyên, thật muốn có người làm khó, thực sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nếu như vị đế quân này thật nguyện ý trợ giúp, hơn nữa bảo vệ mà nói, ngược lại có thể để cho sư phụ an toàn không ít. Yên tâm đi, ta nói được thì làm được, chỉ vì bảo vệ, sẽ không tìm hắn phiền phức. Đường đường đế quân, còn không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà bội ước. Biết đối phương lo lắng cái gì, Linh Lung tiên tử mỉm cười. Đế quân nói như vậy chúng ta an tâm. Thấy đại đế nói như thế, hai người biết là ý tốt, Vương Dĩnh dừng lại một chút nói. Tìm được lão sư, mong có thể đón về, để chúng ta bái kiến. Yên tâm. Linh Lung tiên tử mỉm cười gật đầu. Vậy được. Vương Dĩnh mỉm cười nói. Tên của lão sư chúng ta, đế quân khẳng định chưa từng nghe qua. Gọi Trương Huyền. Phù phù. Dưới chân trượt đi, Linh Lung tiên tử té ngã trên đất, triệt để sụp đổ. Hết chương 3857. Chương 3858. Phượng Hàn Thu. Một mực nói, lão sư của các nàng khiêm tốn, Linh Lung tiên tử còn tin tưởng, dù sao bồi dưỡng ra nhiều thiên tài như vậy, lại không hề có một chút tin tức nào, khẳng định là rất khiêm tốn. Kết quả lại nói, lão sư của các nàng là Trương Huyền. Gia hỏa này, khiêm tốn. Khiêm tốn em gái người A Hát. Thần linh phổ thông. Phổ thông cộng lông A Hát. Ở U Hồn Thiên làm ra Mỹ Dung Đan, phá trướng đan, thần giới người nào không biết, cái này coi như thôi, đến Linh Lung Thiên mấy canh giờ, giết chết một vị thần vương phong hào, nuốt một đạo ý niệm của mình, thu vị kia làm thú sủng, càng tìm một cường giả nghịch thiên khác làm người yêu, để Tĩnh Không Châu cam tâm tình nguyện theo ở. Phía sau, cái này gọi khiêm tốn, phổ thông, thần giới không có thiên thần thượng phẩm nào càng kiêu căng hơn hắn, càng không phổ thông hơn hắn a. Mấu chốt nhất là, vốn còn nghĩ sau khi biết tên, tìm đối phương lôi kéo một phen, hiện tại huyên náo như thế. Lôi kéo cái gì? Để vị kia làm thú sủng, một vị khác làm người yêu, khẳng định không dễ lôi kéo, thực sự không được. Trước cho cái phong hào chơi đùa, có điều tin tức này tốt nhất đừng tiết lộ, nếu không cho những người khác biết, sẽ không tốt. Trong lòng Linh Lung tiên tử không ngừng suy tư. Rời khỏi Linh Lung Hoàng Thành, thấy đế quân không có ra tay, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. May mắn tiểu hoàng kê ra tay, nếu không còn không biết làm sao kết thúc yên lành. Ngươi làm sao đến nơi này, lại làm sao quen biết Linh Lung tiên tử. Chỉ cần không phải đế quân, có uy thế vừa rồi, chắc hẳn không ai dám đến tìm phiền phức, Trương Huyền không còn lo lắng, một bên bay về. Phía đại Na Di truyền tống trận, một bên nghi ngờ nhìn về phía nữ hải sau lưng. Ta rời khỏi danh sư đại lục. Lạc Thất Thất nói sự tình của mình một lần. Hóa thân Tĩnh Không Châu, phá vỡ không gian, đi vào không gian loạn lưu, bị Linh Lung tiên tử phát hiện, hơn nữa dẫn tới thần giới. Bản thân Tĩnh Không Châu là pháp bảo từ thần giới lưu lạc ra ngoài, sau khi trở về, thực lực càng ngày càng mạnh, ngắn ngủi một tháng liền đạt đến thần vương đỉnh phong, thậm chí thần vương phong hào cũng chưa chắc có thể chống lại. Không nghĩ tới nữ hài trải qua khó khăn như vậy, Trương Huyền than thở một tiếng, kể lại sự tình đám người Lạc Huyền Thanh nhắc nhở. Là ta có lỗi với người nhà. Hốc mắt Lạc Thất Thất đỏ lên. Tốc độ thời gian chạy ở thần giới, là 1000 lần ở danh sư đại lục, nơi này qua 1 tháng, phía dưới đã vượt qua hơn 1000 tháng, cũng chính là hơn 80 năm. Không ít người thân, chỉ sợ đều đã già rồi. Hơn nữa đến nơi này, không cách nào trở về sau còn muốn gặp mặt những người khác, đã âm dương cách biệt. Trương Huyền an ủi vài câu, nói sang chuyện khác. Ngươi đi theo Linh Lung tiên tử, có từng gặp hai đệ tử của ta là Vương Dĩnh và Ngụy Như Yên không? Ta chưa gặp, chỉ nghe nói qua, thật giống như ở trong thời không kính tu luyện, tu vi hiện tại, so với ta cũng không thấp chút nào. Lạc Thất Thất nói, nghe được đối phương không khó xử học sinh của mình, Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Lại hỏi thăm một chút. Đại Na Di truyền tống trận xuất hiện ở phía trước. Ngươi có lệnh phù dùng truyền tống trận không? Trương Huyền nói. Không có lệnh phù,
thì không cách nào sử dụng truyền tống trận này, chỉ bằng vào phi hành, từ nơi này đến Linh Nguyên Hoàng Thành mà nói, không biết cần bao lâu. Ta không cần. Lạc Thất Thất nhẹ nhàng cười một tiếng. Mục đích của lệnh phù đại na di truyền tống trận là vì bảo vệ tu luyện giả không bị thương, nàng thân là Tĩnh Không Châu, trưởng khống lực lượng không gian, lực lượng của truyền tống trận căn bản không tổn thương được. Thậm chí dùng hết toàn lực, cũng có thể phá vỡ không gian, tiến hành xuyên toa. Sự thật quả nhiên giống như nàng nói, đại na di truyền tống trận vận chuyển, lực lượng chấn động, hai người biến mất tại chỗ, sau một khắc lần nữa trở lại Linh Nguyên Thiên. Quay đầu nhìn lại, Lạc Thất Thất quả nhiên không có chút tổn thương nào. Đi vào Linh Nguyên Hoàng Thành, vừa trở lại Hỏa Phượng nhất tộc, chỉ thấy Phượng Cửu Ca tiến lên đón, vẻ mặt xấu hổ. Lão sư, thế nào? Trương Huyền cau mày. Ngươi vừa đi, tỷ thí liền trước thời hạn, truyền tin tức cho ngươi cũng không thấy hồi âm. Phượng Cửu Ca vội nói. Tam đại gia tộc tuyển chọn danh ngạch đi vào Linh Thần Cung, vốn quyết định điều chỉnh một ngày lại tiến hành, nghe nói trong Linh Thần Cung phát sinh biến cố, dường như cảm ứng được cái gì, một mực tỏa ra ánh sáng chói lọi, rơi vào đường cùng, ba vị thần vương phong hào trước thời hạn tiến hành khảo hạch. Nói cách khác, trong khoảng thời gian hắn rời đi này, nhân tuyển vào Linh Thần Cung đã xác định được. Ngươi thứ mấy? Nghe được đã tỉ thí xong, Trương Huyền nhíu mày. Gắng sức đuổi theo, cuối cùng lại chậm. Bất quá cái này cũng hết cách rồi, hiện nay hắn sử dụng truyền tống lệnh bài, nhiều nhất có thể ở trong cùng một thên sáu đưa tin, một khi rời khỏi, căn bản không thu được. Bản thân một hơi chạy tới Linh Lung Thiên, liên lạc không được cũng rất bình thường. Chẳng qua chỉ cần đệ tử mình nhận được hạng nhất, giả mạo hắn lẫn vào trong đó, cũng không phải không thể. Ta! Phượng Cửu Ca hơi đỏ mặt, quỳ xuống đất. Đồ nhi cô phụ lão sư tín nhiệm, chỉ được thứ hai. Lão sư tiêu phí tâm huyết giải thích cho hắn bí thuật chiến đấu, cửu phượng đại trận cũng có thể đột phá, nhưng đối mặt vị kia vẫn bất lực, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối bại trận. Thứ hai, Trương Huyền cau mày, nghi ngờ nhìn qua. Thứ nhất là người nào? Thiên tài Hỏa Phượng nhất tộc, hắn đều giao thủ qua, tuy Phượng Cửu Ca cái sau vượt cái trước, nhưng trải qua mình chỉ điểm, đã vượt xa mọi người. Dưới tình huống bình thường, trừ bản thân, dưới thần vương hẳn không người có thể địch. Làm sao chỉ được thứ hai? Chẳng lẽ hai đại gia tộc khác, còn có người mạnh hơn? Là ta. Phượng Cửu Ca vẫn chưa trả lời, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngay sau đó liền thấy mấy thanh niên nhanh chân đi vào trong viện. Người cầm đầu chừng 30 tuổi, đôi mắt giống như hàn băng vắng lặng. Lão sư, chính là hắn đạt được đệ nhất, cường giả băng phượng nhất tộc, Phượng Hàn Thu. Thấy lão sư không nhận ra, Phượng Cửu Ca vội vàng truyền âm. Phượng Hàn Thu. Trương Huyền sửng sốt một chút, mày nhăn lại. Cường giả thần vương. Thanh niên này, khí tức trong cơ thể chưa được khống chế, cho người ta một loại cảm giác điên cuồng, tựa như một tuyết sơn cực lớn, một khi thả ra, sẽ lập tức sụp đổ, tỏa ra lực lượng kinh người. Không cần nhìn liền biết, thực lực vị này đã đạt đến thần vương cảnh. Không phải nói, tỷ thí đều là thần vương trở xuống, không có loại cấp bậc này ư. Đi đến thần vương, còn cảm ngộ cái gì? Hắn là ở thời điểm cùng ta tỷ võ, lâm trận đột phá. Phượng Cửu Ca hơi đỏ mặt. Vị trước mắt này, thực lực vốn tương đương hắn, thậm chí bị hắn nghiền ép, ai biết áp bức đến cực hạn, thuận lợi đột phá, thành tựu thần vương, lúc này mới không phải đối thủ, bị đánh bại. Trương Huyền giật mình. Dù Phượng Cửu Ca được bản thân chân truyền, nhưng dù sao tu tập thời gian quá ngắn, gặp được thần vương chân chính, chống lại không được cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Nghe nói người mới là thứ nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Hỏa Phượng nhất tộc, có dám đánh với ta một trận không? Cũng không nhiều lời, ánh mắt Phượng Hàn Thu sáng lên nói. Hết chương 3858. Chương 3859. Cửu Ca đột phá thần vương. Tuy hắn chiến thắng Phượng Cửu Ca, nhưng vị lão sư để đối phương cấp tốc tiến bộ kia lại không có chiến đấu qua, cầm thứ nhất cũng danh bất chính, ngôn bất thuận. Cho nên tỉ thí xong, một mực chờ đợi ở đây, đợi đối phương trở về. Nếu như ta thắng, danh ngạch đi vào Linh Thần Cung sẽ để cho ta sao? Trương Huyền nhìn lại. Nếu ngươi có thể thắng, tự nhiên sẽ nhường cho ngươi.
Phượng Hàn Thu gật đầu. Mục đích đi vào Linh Thần Cung, là vì cảm ngộ đế quân lưu lại các loại đồ vật, tranh thủ có cảm ngộ, xung kích thần vương cảnh. Hiện tại hắn đã là thần vương, có đi cảm ngộ hay không cũng không đáng kể, đối với cơ hội này, không có mong đợi giống như trước đó. Lại nói, đối phương có thể vượt qua mình, danh ngạch vốn là của hắn, cho cũng không sao. Bắt đầu đi. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Ta đột phá đến thần vương, lại ra tay với ngươi, xem như lấy lớn hiếp nhỏ, vì công bằng, nhường ngươi ba chiêu. Phượng Hàn Thu nhàn nhạt nhìn qua. Thần vương và thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, vốn là hai khái niệm, tới tỉ thí, xem như bắt nạt người, mặt mũi vẫn phải làm một chút. Không cần. Trương Huyền lắc đầu. Một thần vương vừa đột phá mà thôi, còn không cần nhường cho. Chẳng muốn tiếp tục phí lời, tiến về phía trước một bước, người đã xuất hiện ở trước mặt Phượng Hàn Thu, nhẹ nhàng vỗ một cái, không khí xung quanh đều giống như bị đọng lại. Mạnh như vậy, Phượng Hàn Thu vốn định nhường ba chiêu, cảm nhận được cỗ lực lượng này, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, không dám tiếp tục khinh thị, hai tay bỗng nhiên tiến lên đón, lực lượng trong cơ thể cấp tốc vận chuyển. Bành! Bàn tay của Trương Huyền không bị ảnh hưởng chút nào, thẳng tắp rơi xuống, sắc mặt người sau trắng nhợt, sát mặt đất trượt ra ngoài, cực kỳ chật vật. Một chiêu phân thắng bại. Cho dù Phượng Hàn Thu đạt đến thần vương cảnh, vẫn không phải đối thủ. Cho ta danh ngạch, Trương Huyền thản nhiên nói. Sau khi tinh lọc chân khí thiên đạo, dù số lượng giảm bớt, nhưng uy lực lại mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần, thần vương đỉnh phong Phù Giang Thần cũng không phải đối thủ, huống chi là đối phương. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Phượng Hàn Thu đứng dậy, tuy khó có thể tin, nhưng biết một chiêu vừa rồi là đối phương hạ thủ lưu tình, bằng không hắn liền không chỉ trượt sát mặt đất. Không có chần chừ quá nhiều, cong ngón tay búng một cái, một ngọc phù bay tới. Tín vật đi vào Linh Thần Cung. Tiện tay nhận lấy, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Có thứ này, liền có thể đi vào Linh Thần Cung, tìm Lạc Nhược Hy. Không biết Phượng Huyền huynh có thể nói một chút, loại tu vi như. Ngươi, là làm sao tu luyện thành hay không? Phượng Hàn Thu tràn đầy nghi hoặc. Trước đó hắn xếp thứ nhất trên thần vương tiềm lực bảng của Linh Nguyên Thiên, tu vi ở trong thần giới cũng phải kể đến. Cường hãn như thế, thậm chí đột phá cũng không phải đối thủ, đến cùng tu luyện thế nào? Không có gì, tích lũy nhiều, tự nhiên sẽ biến chất. Trương Huyền gật đầu. Tích lũy. Phượng Hàn Thu tựa như bắt được căn nguyên, vẻ mặt hơi ửng hồng. Phượng Huyền huynh có ý tứ là, đi đến cấp bậc này, phải hao phí càng nhiều thời gian và tinh lực đi tích lũy, đi tu luyện. Mà không phải sốt ruột đột phá. Tích lũy, trước đó liền biết, thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, hắn liền đợi không biết bao lâu, mới tích lũy mạnh mẽ như vậy. Đáng tiếc, cùng đối phương tỉ thí, vẫn kém quá nhiều. Chẳng lẽ tích lũy còn chưa đủ? Nhưng lúc ấy cảm thấy đã không cách nào tích lũy được nữa. Giống như xếp gỗ, coi như kỹ thuật lại cao, trồng chất đến độ cao nhất định, đồng dạng sẽ không kiên trì nổi, tất cả mọi chuyện cũng như nhau, đều có một cực hạn. Đúng vậy, có đôi khi rõ ràng cảm thấy đạt đến cuối cùng, sau khi cố. Gắng lại phát hiện, còn kém một đoạn. Trương Huyền cảm xúc, trước đó cho rằng chân khí thiên đạo chính là chân khí lợi hại nhất thiên hạ, tu luyện ra chân khí thiên nhược hữu tình mới hiểu, cả hai vẫn có chênh lệch nhất định. Thụ giáo. Thấy hắn nói như vậy, vẻ mặt Phượng Hàn Thu nghiêm túc, ánh mắt lấp lánh nhìn qua, mang theo tò mò. Phượng Huyền huynh, tích lũy đến tình trạng như thế, hẳn là tiêu phí vô số tâm huyết. Đúng vậy. Nhớ tới mình tu luyện gian khổ, Trương Huyền có cảm xúc rất sâu. Từ năm ngày trước, đột phá thiên thần thượng phẩm đến nay, mỗi một ngày ta đều cố gắng tu luyện, thời điểm bận rộn ít nhất cũng phải rút ra nửa canh giờ chuyên tâm tu luyện. Nhiều thời điểm một ngày phải tu luyện hai canh giờ. Mới có thành tựu hiện tại, trong đó vất vả có thể. Tưởng tượng được. Năm ngày. Phượng Hàn Thu ngẩn ngơ. Ngươi đột phá thiên thần thượng phẩm, mới 5 ngày. Tu luyện tối đa mới 2 canh giờ. Vừa nghe đối phương nói tích lũy đủ liền mạnh mẽ, còn tưởng chí ít tích lũy hơn 10 năm, mấy chục năm, không nghĩ tới, mới đột phá 5 ngày. Ngươi giỡn ta. 5 ngày. Vất vả cái rắm, bế quan một lần cũng không chỉ thời gian này. Hơn nữa trong 5 ngày,
còn có một ngày chỉ tu luyện nửa canh giờ. Không sai, đã 5 ngày, cũng nên đột phá. Bất quá ta còn không có công pháp phù hợp, như vậy đi, trước hết để cho cửu ca đột phá a. Không biết đối phương buồn bực, Trương Huyền cảm xúc. Gần đây nếu không phải nghĩ đi vào Linh Thần Cung, cẩn thận nghiên cứu công pháp mà nói, cũng đã đột phá. Bây giờ đã rõ ràng, tâm buông lỏng không ít. Tu luyện kiêng kỵ lớn nhất chính là cái này. Đột phá, đến Thiên Thần Thượng Phẩm Đỉnh Phong, tổng cộng cộng lại không cao hơn 10 canh giờ. Phượng Hàn Thu phát điên. Ta không phải nói tu vi của Phượng Huyền Huynh không đủ, mà là đột phá thần vương cần cảm ngộ thiên địa nhiều hơn, cần nắm chắc không gian hơn, mà không phải chân khí đi đến là được, khó khăn trong đó không phải tùy tiện có thể hoàn thành. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Phượng Huyền Huynh vẻ mặt ôn hòa đi tới trước mặt Phượng Cửu Ca. Có muốn đột phá thần vương không? Muốn. Phượng Cửu Ca gật đầu, con mắt sáng lên. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong lấy ra một viên đan dược, để vào trong miệng Phượng Cửu Ca, đồng thời bàn tay chảo một cái, vô số chân khí dọc theo huyệt đạo đối phương, truyền vào thân thể. Răng rác, ầm ầm. Thanh âm giống như giang đậu vang lên, Phượng Cửu Ca bị giam cầm ở Thiên Thần Thượng Phẩm Đỉnh Phong, lông mày bỗng nhiên nâng lên, một cỗ khí tức vô địch từ trong đan điền lan ra, giống như kiếm khí xông thẳng lên trời. Đây là thần vương. Phượng Hàn Thu cùng đám người hộ tống đều không ngừng nắm tóc. Đây là đột phá. Vừa nói xong, thần vương đột phá khó như lên trời, liền để người khác thành công. Đánh mặt không phải đánh như vậy a. Quan trọng là trước mấy ngày bởi vì tu vi thấp, bị đuổi ra khỏi gia tộc. Truyền thụ một canh giờ, phá cửu phượng đại trận, đạt được thành tích thứ hai dưới thần vương, bản thân không đột phá, thậm chí không cách nào vượt qua. Hiện tại tùy ý cho một viên đan dược, điểm vài cái, đã đột phá cảnh giới hắn thiết tha mơ ước hơn 10 năm. Trong nháy mắt Phượng Hàn Thu cảm giác nhân sinh quan của mình lật đổ. Thần vương, đột phá thật đơn giản như vậy sao? Thật đơn giản như vậy, trước kia mình đi làm cái gì? Hết chương 3859. Chương 3860. Linh hồn Trương Huyền đột phá thần vương. Tuy tu vi của Phượng Cửu Ca rớt xuống 2 năm, nhưng linh hồn và ý niệm lại được rèn luyện cực tốt. Từ thiên tài gia tộc, đến bị đuổi ra, lên voi xuống chó, tình người ấm lạnh, linh hồn đã trở nên kiên trì không gì sánh được, nguyên nhân chính là như vậy. Thần vương phá trướng đan mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, để hắn xung kích thành công. Đổi lại những người khác, không có loại kinh nghiệm này, muốn thành công, cho dù có đan dược cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, vì loại bỏ khí thể màu xám lưu lại trong cơ thể hắn, chân khí thiên đạo ở trong người cọ rửa rất lâu, đối với đột phá cũng có trợ. Giúp cực lớn. Qua không biết bao lâu, Phượng Cửu Ca củng cố được tu vi, mở mắt ra, quỳ rạp xuống đất. Đa tạ lão sư tác thành. Nếu như không phải lão sư, hiện tại hắn có thể đã lang thang khắp nơi ở. Bên ngoài, chờ đợi tử vong, là đối phương cho hắn tân sinh, ban cho lực lượng vô tận. Không cần khách khí. Trương Huyền gật đầu. Cảm giác một chút, thực lực bây giờ như thế nào? Phượng Cửu Ca đứng dậy, cảm thụ thoáng cái nói. Chân khí trong cơ thể đã đột phá đến thần vương cảnh, chẳng qua linh hồn còn có chút yếu. Cần ôn dưỡng rất lâu mới có thể phối hợp được. Dù hắn trải qua rất nhiều, nhưng quá trẻ tuổi, linh hồn còn yếu một chút. Ở dưới lực lượng đột phá thần vương tầm bổ, có tăng lên rất nhiều, nhưng đối với cường giả thần vương chân chính mà nói, vẫn còn có chút thiếu khuyết. Linh hồn khó tu luyện nhất, so với chân khí còn muốn khó khăn. Cuối cùng thích ứng sự thật Phượng Cửu Ca đột phá, Phượng Hàn Thu đi tới nói. Tu luyện. Chân khí có thể dùng linh khí, cùng với vô số linh vật tẩm bổ, nhưng linh hồn tiến bộ thực quá khó khăn. Tựa như hắn, đồng dạng đột phá thần vương cảnh, nhưng linh hồn cách triệt để trưởng khống loại lực lượng này, còn kém một đoạn rất lớn. Đúng vậy, quả thực khó tăng thêm. Trương Huyền cảm xúc. Phá trướng đan, Mỹ Dung đan gây ra động tĩnh lớn như vậy, linh hồn của hắn cũng mới chỉ đạt tới thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, cách đột phá còn có một đoạn. Như vậy đủ thấy độ khó. Đang cảm xúc, còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy một cỗ nguyện lực to lớn lao qua, đi vào linh hồn. Hồn lực vốn đến thiên thần thượng phẩm, lập tức mắt thường có thể.
thấy được tăng thêm. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại, con mắt trợn tròn. Trong chớp nhoáng này, nguyện lực vò tới vậy mà gấp trăm lần, nghìn lần so với trước đó. Chẳng lẽ có thần vương phong hào tưởng niệm ta, hơn nữa thoáng cái có hơn 10. Trương Huyền tràn đầy khó tin. Đột nhiên toát ra nguyện lực, không những nhiều, hơn nữa tinh thuần không gì sánh được, cảm giác giống như thoáng cái nhiều ra hơn 10 vị thần vương phong hào ghi nhớ bản thân. Ầm ầm, chưa kịp khiếp sợ, linh hồn có chút không nắm được, một cỗ khí tức vô địch lan ra. Linh hồn đột phá, thần vương cảnh. Phượng Hàn Thu lần nữa phát điên. Đại ca, người đột phá có thể lại trò đùa một chút hay không? Vừa nhìn thấy chân khí đột phá, cảm thấy khó tin, nhưng còn có thể tiếp nhận, linh hồn đột phá nhanh như vậy, hơn nữa tư thế đột phá hùng hổ. Như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Được rồi, ta nhận. Người có năng lực như thế, nhưng vừa rồi vì sao ngươi lại nói linh hồn của ta khó tu luyện? Khó cái rắm, chân khí mới thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, linh hồn đã đột phá thần vương. Có thể càng trang bức thêm một chút không? Phượng Hàn Thu không ngừng run rẩy, đang không biết nên an ủi mình như thế nào, liền phát hiện sự tình càng khốn nạn phát sinh. Linh hồn đối phương đột phá đến thần vương cảnh, vậy mà không có ngừng. Thần vương sơ kỳ, thần vương trung kỳ. Mắt thường có thể thấy được, hồn lực đạt đến thần vương đỉnh phong. Tốc độ tấn cấp thật nhanh, lúc này mới chậm chạp dừng lại. Con mắt Phượng Hàn Thu ẩm ướt, muốn khóc rồi. Vốn nghĩ, thời điểm tỷ thí đột phá, đã có thể đủ diễu võ dương oai, danh chấn thiên hạ, mang theo loại uy thế này đến tìm thiên tài của Hỏa Phượng nhất tộc, để hắn cũng thừa nhận thực lực của mình. Ai biết sau khi đi vào, nhận lấy chỉ có đả kích. Linh hồn đột phá. Đây chính là đồ vật còn khó đột phá hơn chân khí, đột phá không nói, còn tăng lên nhanh như vậy. Đám người đi cùng với hắn cũng bị đả kích nói không ra lời. Đáng tiếc, không có công pháp tu luyện, không cách nào để chân khí đột phá thần vương. Linh hồn thăng cấp dừng lại, Trương Huyền tràn đầy tiếc hận. Mặc dù không biết từ nơi nào xuất hiện nhiều thần vương phong hào như vậy, nhưng có thể đột phá tốt nhất, dù sao cũng tốt hơn bị vây ở tại chỗ nhiều. Dù sao linh hồn của hắn cũng đã 5 ngày không chút tiến bộ, lúc này mới đến thần vương đỉnh phong, vì tu vi đột phá thần vương, đặt vững cơ sở cực tốt. Thử một chút, cảm nhận được hồn lực giống như thực chất, tinh thần Trương Huyền khẽ động, không gian trước mắt lập tức xuất hiện gợn sóng, tựa như lúc nào cũng sẽ xé rách. Cái này là lực lượng thần vương. Con mắt Trương Huyền trợn tròn. Trước đó cùng thần vương chiến đấu qua, cảm thấy thực lực của đối phương chỉ như vậy, lúc này linh hồn đột phá mới hiểu được, thiên thần thượng phẩm tới tỷ thí, hoàn toàn là hai khái niệm. Không nói chân khí, chỉ bằng vào linh hồn nghiền ép, liền có thể để hắn không cách nào động đậy, chân khí không thi triển ra được. Có loại thực lực này, lần nữa gặp được Bách Diệp Thanh Hồng, coi như không dùng thiên đạo chi thư và tiểu hoàng kê, đối phương muốn giết mình cũng không dễ dàng như vậy. Tuy không thể vượt qua, lại có vốn liếng chống lại. Chờ chân khí lại đột phá mà nói, thực lực như Bách Diệp Thanh Hồng, hẳn có thể đánh chết. Dù thần vương và thần vương phong hào chênh lệch cực lớn, nhưng hắn tu luyện công pháp vượt qua thiên đạo, lại thêm linh hồn mạnh mẽ, chỉ cần tu vi đột phá, là có thể chân chính chiến đấu, thậm chí chém giết. Loại thực lực này, cách Lạc Nhược Hy, cũng coi như tiến hơn một bước. Cảm thụ xong lực lượng trong cơ thể, lúc này Trương Huyền mới thở ra một hơi, lấy lại tinh thần, vừa định nhìn Phượng Cửu Ca sau khi đột phá có di chứng hay không, liền thấy một trung niên tràn đầy kích động đứng ở trước mặt. Ngươi là ai? Trương Huyền nhíu mày. Tại hạ là gia chủ Hỏa Phượng nhất tộc. Trung niên nói. Gia chủ. Trương Huyền sững sờ. Từ lúc đi vào gia tộc này, gặp qua đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn lần đầu tiên nhìn thấy gia chủ. Hậu bối, Phượng Huyền, gặp qua gia chủ. Vội vàng khom người ôm quyền. Linh hồn ngươi đột phá, đã là cường giả thần vương cảnh, xem như cùng thế hệ. Gia chủ vội vàng kéo hắn. Gia tộc như Hỏa Phượng, rất nhiều cường giả tuổi thọ vô tận, vai vế đã không có cách nào thảo luận, chỉ cần không phải trực hệ, cấp bậc tương đồng, liền có thể gọi cùng thế hệ. Biết quy tắc này, Trương Huyền không nói thêm lời, gật đầu. Vừa định hỏi thăm hắn muốn làm gì,
chỉ thấy trung niên trước mắt hưng phấn nhìn qua. Linh hồn ngươi đột phá đến thần vương đỉnh phong, thiên phú như. Vậy, có lẽ có thể thông qua thần vương phong hào kiểm tra, thành tựu càng cao. Trong mắt gia chủ tràn đầy mong đợi nhìn qua. Có hứng thú thế chỗ ta làm gia chủ hỏa phượng nhất tộc hay không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 177.